kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Belgorod nằm dọc biên giới Nga-Ukraine và là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ. Mới đây, các quan chức ở Belgorod thừa nhận đã có thiệt hại đáng kể do các cuộc tấn công bằng 35 tên lửa và máy bay không người lái dữ dội của Ukraine trong đêm vào khu vực này. Một video đang lan truyền trên mạng cho thấy trận chiến một mất một còn giữa các máy bay không người lái của Ukraine và một chiếc xe tăng T-90 hiện đại của Nga khi giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Donbass. Một số máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã tấn công chiếc xe tăng tiên tiến của Nga tại một khu vực không xác định dọc theo chiến tuyến. Những người điều khiển máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine chiến đấu ở mặt trận phía đông nước này đã đăng tải video về trận chiến ác liệt này lên Telegram cuối tuần qua. Theo video, một số máy bay không người lái tự sát đầu tiên tấn công vào động cơ của T-90, trong khi một thiết bị khác tấn công đỉnh tháp pháo của nó và làm hư hỏng một phần hệ thống dẫn đường của xe tăng. Lữ đoàn 47 của Ukraine cho biết ban đầu một số đơn vị thiện chiến của họ đã cố gắng thiêu dụi xe tăng nhưng không thành công. Lữ đoàn tiết lộ thêm, sau đó một trong những người điều khiển UAV của chúng tôi đã quyết định ra cú đánh đẳng cấp bậc thầy tấn công vào giữa tháp pháo và thân xe tăng. Newsweek không thể xác minh tính độc lập của video và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Nga thường xuyên ca ngợi những chiếc xe tăng T-90 tiên tiến của mình, đặc biệt là phiên bản T-90M, còn được gọi là xe tăng ProRip-3 hay đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng 6 năm 2023 rằng T-90M ProRip là xe tăng tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, T-90 có một nhược điểm lớn vốn không xuất hiện trong các mẫu xe tăng cũ hơn, tháp pháo thường quay vòng tròn, không thể kiểm soát dù chỉ bị hư hại nhẹ, khiến nó không thể tiếp tục tác chiến. David Hambling, chuyên gia quân sự của Forbes nhận định, lỗi kỹ thuật đáng xấu hổ này, gọi là hội chứng tháp pháo quay tròn, có thể giúp Nga giải thích về nhiều tổn thất T-90M, cũng như lý do nhiều chiếc bị phá hủy bởi lựu đạn do thiết bị bay không người lái drone thả qua cửa sập. Trong cuộc đối đầu, thiết giáp Bradley đã liên tiếp khai hỏa đạn pháo 25mm vào chiếc T-90, về lý thuyết, đây là hành động vô ích vì các quả đạn cỡ nhỏ như vậy không thể xuyên phá được lớp giáp dày ở mặt trước của xe tăng Nga. Sau khi hứng vài phát bắn của Bradley, tháp pháo của T-90M bắt đầu quay vòng theo chiều kim đồng hồ trong lúc chiếc xe tiếp tục di chuyển. Điều này khiến kíp lái không thể khai hỏa để bắn trả thiết giáp Ukraine một cách chính xác và biến chiếc T-90M trở thành mục tiêu di động để đối phương tập bắn. Có một vài giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới hội chứng tháp pháo quay tròn trên xe tăng T-90M. Một trong số đó là đạn pháo hoặc luồng nổ từ drone đối phương đã xuyên qua tháp pháo, làm một thành viên tổ lái thiệt mạng hoặc bị thương và khiến cơ thể người đó ngã đè lên bộ điều khiển, khiến tháp pháo quay vòng theo chiều kim đồng hồ. Theo chuyên gia Hamblin, đã có hình ảnh cho thấy vũ khí sở hữu đầu đạn nhỏ như drone FPV có thể đục được lỗ trên tháp pháo và làm kíp lái bị thương mà không khiến xe tăng bị phá hủy, nên giả thuyết trên là có thể xảy ra về mặt lý thuyết. Dù vậy trong nhiều trường hợp, xe tăng T90M gặp hội chứng tháp pháo quay tròn, toàn bộ thành viên kíp lái sau đó đều thoát ra ngoài an toàn, không ai trông có vẻ bị thương. Chuyên gia Linh nhận định, đây là bằng chứng cho thấy khả năng sống sót tốt của T90M cũng như việc không có người nào thiệt mạng hoặc bất tỉnh trong tháp pháo. Chủ sở hữu công ty tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết, SpaceX đang dành nguồn lực đáng kể nhằm chống lại các nỗ lực gây nhiễu của Nga. Đây là một vấn đề phức tạp họ đã vô hiệu hóa được tất cả các hệ thống liên lạc ngoại trừ Starlink. Mới đây, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Andriy Lebedenko cho rằng lực lượng Nga đã tìm được cách gây bất ổn cho hoạt động của Starlink. Bình luận về thông tin Nga nhận được những công cụ gây ảnh hưởng như vậy, ông Lebedenko nói rằng thực sự mối đe dọa như vậy đang được xem xét. Trước đó, tờ New York Times viết rằng trước cuộc tấn công vào khu vực Kharkov, Liên bang Nga đã triển khai một số công nghệ tiên tiến nhằm phá hoại mạng Internet vệ tinh Starlink mà lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để liên lạc, thu thập thông tin tình báo và tấn công bằng máy bay không người lái. Kể từ khi xung đột bùng phát, quân đội Ukraine đã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của công ty SpaceX để liên lạc, điều phối các cuộc tấn công và thu thập tin tình báo. Các thành viên của lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine cho biết mạng Starlink đã rất chậm từ đầu tháng 5 khi Nga bắt đầu đẩy mạnh tấn công vùng biên giới phía bắc nước này. Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov mới đây thông tin Nga đang thử nghiệm những công cụ mới và tinh vi nhằm làm gián đoạn chất lượng kết nối của Starlink, vốn rất quan trọng với Ukraine. Trước đó, ông Brian Whedon, giám đốc chương trình của Secure World Foundation, tổ chức phi lợi nhuận về hợp tác không gian có trụ sở tại Mỹ, nhận định Nga từng gặp khó khi can thiệp vào hệ thống Starlink của Ukraine. Điều này là do những vệ tinh này hoạt động ở độ cao thấp hơn vệ tinh địa tĩnh, do đó tín hiệu sẽ mạnh và tập trung hơn. Các vệ tinh Starlink hoạt động thấp sẽ giúp giảm độ trễ, tức thời gian phản hồi của mạng sau khi người dùng thực hiện một thao tác. Nhiều khả năng Nga đã triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mạnh hơn và nhiều phương tiện vô hiệu hóa hệ thống Starlink tiên tiến, từ đó mang lại thành công bước đầu. Ấn phẩm New York Times cho biết, nếu Nga tiếp tục thành công, điều này có nghĩa là một sự thay đổi chiến thuật trong cuộc xung đột sẽ làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của Ukraine và sự phụ thuộc của nước này vào các dịch vụ do công ty SpaceX cung cấp. Mạng xã hội Nga lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cường kích ném bom Su-34, thả bom dẫn đường UMPB D-30SN mới. Đoạn video ghi từ góc nhìn buồng lái của một chiếc Su-34 cho thấy bốn quả bom UMPB D-30SN đã được phóng đi ở khu vực Kharkov. Cánh của quả bom bung ra ngay sau khi được phóng. Theo các nhà phân tích quân sự, đây là cái nhìn rõ nét nhất về bom UMPB D-30SN. Mảnh vỡ của bom này được ghi nhận lần đầu vào tháng 3 năm 2023 tại mặt trận Kharkov. UMPB D-30SN là sản phẩm quân sự mới nhất của Nga nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng sát thương trong các hoạt động tác chiến. Bom được thiết kế với chiều dài 2,7m, đường kính 300mm và được trang bị đầu đạn nổ nặng 100kg. UMPB D-30SN được thiết kế phóng từ máy bay, sau đó lướt về phía mục tiêu để đạt được khả năng phạm vi mở rộng. Thiết kế này bao gồm các cánh cơ động, một động cơ tên lửa bổ sung và bộ phận dẫn đường được liên kết với hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Không chỉ được triển khai từ máy bay chiến đấu, loại bom mới của Nga còn được bắn từ các hệ thống phòng không mặt đất như Tornado S và BM-30 Smerch. Được biết, khi phóng từ mặt đất, loại bom này sẽ mang đến tầm bắn chính xác, mở rộng cho các hệ thống pháo tên lửa của Nga mà không cần phải mạo hiểm với các máy bay chiến thuật. Các nhà quan sát quân sự đánh giá, loại bom mới của Nga là bước nhảy vọt về công nghệ quân sự, với tầm tấn công lên tới 90 km, gấp 3 lần so với bom thông thường. UMPB D30SN được trang bị thêm một động cơ giúp đẩy nó đi xa hơn nhiều so với vũ khí tiền nhiệm UMPC có thể đạt được. Lực lượng Nga bắt đầu sử dụng bom lượn ở chiến trường Ukraine vào đầu năm 2023 để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí dẫn đường chính xác. Tiến sĩ Fabian Hoffman, nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo của Na Uy, nói với Kiev Independent rằng Nga có số lượng lớn bom không dẫn đường và để không lãng phí nguồn lực này cũng như đảm bảo không cạn kiệt hỏa lực, quân đội Nga đã chế tạo các mô đun dẫn đường để biến chúng thành bom lượn dẫn đường. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công bằng bom lượn, được cho là hơn 100 quả mỗi ngày. Đầu tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng tổng cộng 3.200 bom dẫn đường các loại vào Ukraine chỉ trong tháng 4 một số binh sĩ ukraine nói rằng lý do chính khiến nga tiến nhanh ở tỉnh kharkov là do ukraine thiếu các công sự thực sự vững chắc để chống lại các cuộc tấn công bằng bom lượn của nga tiến sĩ hofman nói thêm bom lượn sẽ không phá hủy các bom ke dưới lòng đất hay xuyên thủng vài mét bê tông nhưng hầu hết các công sự của ukraine dọc theo chiến tuyến đều dễ bị tổn thương trước sức công phá của loại vũ khí này Thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, số lượng các cuộc đụng độ ở tiền tuyến giữa Nga và Ukraine đã tăng lên 83 cuộc. Lực lượng Nga đang cố gắng hết sức để chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Hoạt động của đối phương trên mặt trận Kubian tăng mạnh, gần gấp đôi trong 24 giờ qua. Tổng thống Zelensky nói, Nga đang tập hợp nhóm binh sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch mới nhằm vào khu vực miền Bắc Ukraine, cách Kharkov khoảng 90 km Ông cảnh báo, song không nêu vị trí cụ thể. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 26 tháng 5 cho biết, những ngày này, chúng tôi đang phòng thủ ở khu vực cách thành phố Kharkov khoảng 60 km trước đợt tấn công của Nga. Ông Zelensky nói, Nga tập kích thành phố Kharkov mỗi ngày, chủ yếu bằng tên lửa phòng không S-300 được cải hoán để tấn công mục tiêu mặt đất. Ông Zelensky cho biết, không một quận hay con phố nào tại đây chưa trúng đòn tập kích thường xuyên của họ ông Zelensky ám chỉ tỉnh Sumy của Ukraine nằm giáp biên giới Nga ở phía đông bắc đất nước. Đầu tháng này, các lực lượng Nga đã mở một mặt trận mới trong cuộc chiến, phát động một cuộc tấn công mới qua biên giới vào Kharkov. Moscow nhanh chóng giành quyền kiểm soát một số khu định cư và các quan chức Ukraine cảnh báo đối thủ của họ có ý định chia cắt nguồn lực khan hiếm của Kiev, buộc họ phải rút binh lính và trang thiết bị từ các khu vực khác của tiền tuyến. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo trong nhiều tuần nay rằng, Moscow cũng có thể coi khu vực Sumy là mục tiêu cho một cuộc tấn công khác. Vào giữa tháng 5, ông Kirill Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, nói rằng một khi Nga ổn định được tiền tuyến ở Kharkov, họ sẽ chuyển mục tiêu sang Sumy. Ông Andriy Demchenko, người phát ngôn cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine, cũng nói với đại diện RFE vào đầu tuần này rằng một cuộc tấn công vào khu vực Sumy không bao giờ có thể bị loại trừ. Ông Demchenko nói, đối phương có thể tấn công bất cứ lúc nào, ngay cả khi không có đủ lực lượng. Họ vẫn cố gắng làm điều gì đó tương tự như hiện đang xảy ra ở hướng Kharkov. Tổng thống Zelensky đã cố gắng trấn an, chúng ta vẫn kiểm soát mọi nơi, ông nói trong thông điệp video phát cách đây ít hôm sau cuộc họp với các bộ tham mưu. Tuy nhiên, nỗi lo lắng vẫn thường trực với Kiev và các đồng minh phương Tây sau khi Nga mở mặt trận mới ở Đông Bắc Ukraine. Gần đây, nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng chiến trường Ukraine đang trở thành sân thử cho các loại vũ khí trang bị tiên tiến nhất của Nga và phương Tây. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, nhiều loại khí tài được đánh giá cao đã không phát huy được tối đa sức mạnh, thậm chí một số loại còn trở nên vô dụng và thất thế. Tờ New Year Uchazetung, NZZ của Thụy Sĩ bình luận, mới chỉ một năm trước đây, phương Tây tuyên bố việc cung cấp xe tăng Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2 hiện đại cho Kiev là thời điểm quan trọng có thể đóng góp quyết định vào cuộc phản công mùa hè của lực lượng vũ trang Ukraine và có thể xoay chuyển cục diện xung đột với Nga. Nhưng niềm tin này đã không được đền đáp. Sau khi chịu tổn thất nặng nề, cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại. Theo dữ liệu không thể chối cãi của blog quân sự Hà Lan, Oryx, trong số 73 xe tăng Leopard các loại, hơn một nửa hiện đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bỏ rơi. Trong đó có ít nhất là 11 trong tổng số 21 xe tăng Leopard 2A6, phiên bản hiện đại nhất của chúng, đã trở thành đống sắt vụn. Hiện nay, một số tình huống khó khăn đối với Kiev và phương Tây đã phát triển ở mặt trận khi các lực lượng vũ trang Nga đã giành được thế chủ động tấn công, đẩy quân đội Ukraine một lần nữa vào thế phòng thủ bị động, dẫn đến sự thay đổi trong nhu cầu trang bị. Trên chiến trường Ukraine hiện nay, không phải xe tăng mà là các phương tiện chiến đấu bọc thép nhẹ hơn, có tốc độ nhanh hơn, khả năng cơ động linh hoạt tốt hơn. Chẳng hạn như xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ trở nên quan trọng hơn nhiều đối với các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine. Là một phần của gói viện trợ mới nhất, Mỹ thông báo sẽ gửi thêm khoảng 100 chiếc M2 Bradley tới Ukraine. Tuy nhiên, theo Oris, trong số khoảng 200 chiếc Bradley được giao vào năm 2023, ít nhất 79 chiếc hiện đã bị quân đội Ukraine phá hủy, hư hỏng hoặc bỏ rơi, trở thành chiến tích của quân đội Nga. Trong khi đó, theo các chuyên gia về thiết giáp, dù xung đột tại Ukraine đã chứng minh rằng xe tăng chiến đấu chủ lực không còn hữu dụng như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, loại khí tài này vẫn có một số công dụng nhất định. Nhưng hầu hết cho rằng nguyên nhân khiến Ukraine thất bại khi áp dụng chiến thuật xung kích hiệp đồng kiểu NATO hồi đầu chiến dịch phản công năm ngoái là do chưa được huấn luyện bài bản chứ không phải là do xe tăng đã lỗi thời. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecognu vừa qua cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai quốc gia để chế tạo xe tăng chiến đấu thế hệ mới. Thỏa thuận được ký tại Paris để mở đường cho việc thực hiện dự án xe tăng chung mang tên Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực MGCS. Phương tiện được gọi là xe tăng của tương lai dự kiến tiêu tốn hàng tỷ euro. MGCS được thiết kế để thay thế dòng xe tăng Leopard 2 của Đức và Leclerc của Pháp. Hai bộ trưởng đều khẳng định dự án không nên được coi là mẫu mới của Leopard, một trong những phương tiện chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, nhiệm vụ không phải nhằm tạo ra một chiếc Leopard 324 mà là thiết kế một thứ gì đó hoàn toàn mới. Ông Pistorius cho biết, xe tăng mới sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo và có một số hệ thống tự động nhất định không cần con người thao tác. Theo bộ trưởng Quốc phòng Đức, hợp đồng với các nhà sản xuất sẽ được ký vào cuối năm nay để xe tăng mới ra mắt vào năm 2040. Tuy nhiên, bình luận về dự án này, Trung tá quân đội Mỹ Earl Rasmussen trả lời hãng thông tấn RIA rằng châu Âu đang lên kế hoạch chế tạo một loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới riêng của châu Âu. Ông Rasmussen nói, chúng tôi đã thấy các cuộc thảo luận của Pháp và Đức diễn ra trong dự án này và bây giờ có vẻ như công ty quân sự lớn nhất Ba Lan PGZ cũng quyết định tham gia dự án. Tôi không chắc khả năng thành công trong việc này. Nếu thành công thì sẽ phải mất nhiều năm. Theo ông, việc phát triển một hệ thống vũ khí thường mất từ 7 đến 10 năm. Ngoài việc phát triển thực tế và tạo nguyên mẫu, các bên tham gia vào cam kết này cũng phải đảm bảo rằng họ có đủ năng lực sản xuất. Chúng ta Mỹ lưu ý rằng việc đào tạo cách sử dụng xe tăng mới cũng sẽ phải được cung cấp cho quân đội của người mua và toàn bộ chuỗi cung ứng cũng cần phải được phối hợp và tích hợp. Bình luận về sự tham gia rõ ràng của Ba Lan vào kế hoạch xe tăng của châu Âu, mặc dù thực tế là cho đến nay Warsaw dường như vẫn muốn dựa vào việc mua khí tài quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Ông Rasmussen nói rằng vẫn còn phải xem điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Mỹ với Ba Lan. Ông nói, tôi chắc chắn rằng Mỹ không muốn mất bất cứ khách hàng nào trừ khi chính Mỹ cũng đứng đằng sau ủng hộ dự án này. Ba Lan có lẽ đang cố gắng tự bảo vệ mình và hạn chế dần việc dựa vào vũ khí Mỹ. Về mục đích của dự án phát triển xe tăng này, sĩ quan Rasmussen cho rằng EU có thể đưa ra ý tưởng này sau khi xem xét tất cả các vấn đề phức tạp về hậu cần mà quân đội Ukraine phải đối mặt sau khi được cung cấp một loạt các hệ thống vũ khí của Mỹ và châu Âu thường yêu cầu các loại đạn khác nhau. Thời gian qua, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mới chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkov. Cuộc tấn công này không phải là một diễn biến bất ngờ. Phía Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công trong nhiều tháng và Kiev cũng đã đề cập nguy cơ này suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhà quan sát quốc tế ngạc nhiên là lực lượng Nga đang đạt được những thành tựu đáng chú ý trong khu vực. Khi mà cuộc xung đột Nga Ukraine trong nhiều tháng qua được mô tả là bế tắc. Theo Reuters, Nga thành công một phần là do lực lượng phòng thủ của Ukraine chưa đủ tốt. Hãng tin Reuters cho rằng vấn đề này chủ yếu là do các đồng minh Ukraine không cung cấp viện trợ quân sự cho nước này kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ quan Ukraine chịu trách nhiệm xây dựng các công trình phòng thủ đã không tổ chức việc này hiệu quả. Vừa qua, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng Nga đã mở rộng khu vực chiến đấu thêm gần 70 km qua cuộc tấn công ở khu vực Kharkov. Trước tình hình đó, trong bài phát biểu tối 27 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác đưa ra quyết định cho phép họ tấn công phủ đầu các điểm tập trung quân đội Nga, cũng như đẩy nhanh và tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ông nói, nhiều nhà lãnh đạo, đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế, nhân vật của công chúng bày tỏ sự thông cảm với Ukraine và Kharkov, lên án hành động của Nga và điều quan trọng là sự lên án như vậy sẽ dẫn đến những kết quả hoàn toàn công bằng. Để cuối cùng, chúng ta có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ Ukraine, các thành phố của chúng ta, và để các đối tác của chúng ta có đủ quyết tâm phòng ngừa chống lại Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, chúng tôi trinh sát thấy mọi điểm tập trung của quân đội Nga. Chúng tôi biết tất cả các khu vực phóng tên lửa và máy bay chiến đấu của họ. Loại bỏ lực lượng này đồng nghĩa với việc cứu sống hàng nghìn người và đảm bảo chấm dứt được mở rộng xung đột là một quyết định thuần túy chính trị. Một quyết định cần được thực hiện cảm ơn tất cả những người hỗ trợ chúng tôi trong việc này. ông nhấn mạnh chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác để tăng tốc và tăng cường giao máy bay F-16 cho Ukraine. điều này cũng sẽ tăng thêm sự bảo vệ cho chúng tôi khỏi các cuộc tấn công vào các thành phố của chúng tôi và khỏi áp lực từ quân đội nga ở mặt trận. các thành viên NATO đang ngày một chia rẽ về kế hoạch 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine. cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba giữa nga và ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. trong khi đó các cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ và Liên minh châu Âu cũng dự báo những thay đổi lớn trên bản đồ chính trị toàn cầu. Bản kế hoạch là một phần nỗ lực của NATO nhằm chuẩn bị cho kịch bản cựu Tổng thống Donald Trump, vốn hoài nghi EU và Ukraine, tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả một số đồng minh Đông Âu gần gũi hơn với Ukraine cũng ngày một dè dặt đối với bản kế hoạch. Câu hỏi đặt ra là nguồn tiền khổng lồ như vậy sẽ được lấy từ đâu và bằng cách nào khi chỉ còn vài tuần nữa là các nhà lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau ở Washington vào tháng 7 tới. Một quan chức cấp cao châu Âu viện dẫn tính nhạy cảm của vấn đề, hối thúc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cung cấp một sự rõ ràng hơn đối với bản kế hoạch. Một giao cản nữa đến từ Pháp và Đức, hai trong số các thành viên cốt lõi của Liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương. Pháp muốn duy trì chi tiêu quốc phòng trong EU hơn là NATO. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz không sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn mức đã cam kết ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, các cuộc đàm phán đang diễn ra, đặc biệt liên quan đến số tiền và cách phân bổ số tiền đó. Người đứng đầu Ủy ban Quân sự NATO, Rob Bauer mới đây thừa nhận, nguồn tài trợ dành cho Ukraine có thể cạn kiệt nếu không có các cam kết mang tính ràng buộc. Ông Bauer nói, Ukraine đã chứng minh cho thế giới thấy rằng, nước này có khả năng đạt được thành công chưa từng có trên chiến trường. Không có gì họ không thể làm được. Tất cả những gì họ cần là sự giúp đỡ của chúng ta. Theo kế hoạch ban đầu của ông Jens Stoltenberg, các đồng minh NATO cam kết chi 100 tỷ euro trong thời gian 5 năm. Coi đây là minh chứng cho Mỹ thấy rằng châu Âu đang đóng góp phần của mình trong việc ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài ngay cửa ngõ Liên minh châu Âu cũng đồng nghĩa với cuộc chiến hao mòn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi tuần trước tuyên bố nước này đang xem xét lại tư cách thành viên trong NATO nhằm đảm bảo đất nước không bị lôi kéo vào các cuộc chiến bên ngoài. Các thành viên châu Âu cũng tỏ ra miễn cưỡng với đề xuất của Mỹ sử dụng tài khoản đóng băng của Nga để đảm bảo khoản hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro cho Ukraine. Các quốc gia như Pháp và Đức lo ngại, chính người nộp thuế của họ mới là đối tượng chịu hành hưởng chính nếu Ukraine không thể trả lại số tiền đó khi xung đột kết thúc. kênh truyền hình 1TV của Nga đưa tin hơn 100.000 người đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Armenia từ tối 26 tháng 5 và kéo dài sang ngày 27 tháng 5 nhằm yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức sau khi Yerevan nhất trí trao lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở biên giới cho Azerbaijan. Theo hãng thông tấn AP, đây là đợt biểu tình mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình bùng phát vài tuần qua do ông Bakrat Ganstanian, một giáo sư cấp cao trong giáo hội tông đồ Armenia, đồng thời là tổng giám mục giáo phận Tavus ở phía đông bắc Armenia dẫn đầu. Ông Ganstanian đã khởi xướng phong trào mang tên Tavus vì Tổ quốc sau khi Armenia hồi tháng 4 vừa qua nhất trí trao lại quyền kiểm soát bốn ngôi làng trong khu vực cho Azerbaijan. AP cho biết, mặc dù quyền kiểm soát các ngôi làng là vấn đề cốt lõi của phong trào này, nhưng các cuộc biểu tình đã được mở rộng để thể hiện sự phản đối với Thủ tướng Pashinyan và chính phủ Armenia hiện nay. Những người biểu tình cho biết họ ủng hộ ông Ganstanian trở thành Thủ tướng tiếp theo của Armenia. Theo hãng thông tấn AFP, khu vực mà Armenia trao lại quyền kiểm soát cho Azerbaijan có tầm quan trọng chiến lược đối với Yerevan bởi nó kiểm soát các đoạn đường cao tốc quan trọng nối tới Georgia. Cư dân Armenia tại các ngôi làng này cho rằng quyết định của ông Pashinyan đã cắt đứt họ khỏi phần còn lại của đất nước và đã đem lãnh thổ đi cho trong khi không nhận lại được gì. Bình luận về cuộc biểu tình đang diễn ra tại Armenia, tờ Svobodnaya Presta của Nga nhận định Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan liên tục cáo buộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu không thực sự hỗ trợ Armenia trong cuộc chiến tranh vùng Karabakh với Azerbaijan mà chỉ giả vờ hỗ trợ Tuy nhiên, người dân Armenia lại nghĩ khác hoàn toàn. Theo tờ báo, việc hơn 100.000 người kéo xuống đường yêu cầu ông Pashinyan từ chức đã cho thấy sự không hài lòng tích tụ từ lâu của người dân Armenia đối với chính sách của vị thủ tướng. Svobodnaya Presa dẫn lời nhà khoa học chính trị Sergei Makov nhận định, ông Pashinyan tin rằng Armenia sẽ luôn tìm được thứ gì đó để giao dịch với phương Tây, với hy vọng hành động quay lưng với nga sẽ được phương tây bù đắp bằng các khoản viện trợ ông pasinian đang cố gắng thuyết phục người dân về lợi ích của việc gia nhập liên minh châu âu eu tuy nhiên trên thực tế người armenia có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khi người Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào bởi trước đó Ankara đã tuyên bố chủ quyền đối với một số vùng đất tại Armenia trong thời gian dài. Theo vị chuyên gia, trên thực tế, mặc dù có nhiều chỉ trích về Nga nhưng người dân Armenia vẫn tin tưởng rằng người Nga sẽ giúp đỡ họ và sẵn sàng hỗ trợ tài chính nếu cần.